Em xin kính chào quý thầy và quý anh chị đồng nghiệp ạ. Em là bác sĩ Ngân ạ. Hôm nay em xin trình bày chuyên đề là chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID. Viêm phổi cộng đồng là tình trạng nhiễm khuẩn của nhu mô phổi xảy ra ở ngoài bệnh viện, bao gồm viêm phế nang, ống và túi phế nang, tiểu phế quản tầng hoặc viêm tổ chức kẽ của phổi. Tác nhân viêm phổi có thể là vi khuẩn, virus, nấm nhưng không phải là trực khuẩn lao. Viêm phổi cộng đồng là nguyên nhân gây nhập viện đứng thứ hai và là nguyên nhân nhiễm trùng gây tử vong hàng đầu. Trong số 3.600 bệnh nhân điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện Bạch Mai từ năm 1996 đến năm 2000 thì có 345 bệnh nhân chiếm 9,57% bệnh nhân viêm phổi và là tác nhân đứng thứ tư. Để có cái nhìn tổng quát và lựa chọn kháng sinh phù hợp thì ta sẽ đi qua các cái tác nhân gây viêm phổi cộng đồng. Đối với vi khuẩn, trong viêm phổi cộng đồng thì hay gặp nhất là các vi khuẩn điển hình bao gồm Streptococcus pneumonia hay còn gọi là phế cầu, Haemophilus influenza. Ngoài ra chúng ta sẽ gặp các vi khuẩn không điển hình là Klebsiella pneumophila, Mycoplasma pneumonia và Chlamydia pneumonia. Đối với trường hợp viêm phổi nặng thì chúng ta sẽ gặp các tác nhân là Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus hay còn gọi là tụ cầu vàng, Pseudomonas aeruginosa hay còn gọi là trực khuẩn màu xanh và các vi khuẩn yếm khí. Đối với bệnh nhân viêm phổi trên bệnh nhân COVID thì chúng ta sẽ có hai khái niệm, thứ nhất là đồng nhiễm hay bội nhiễm. Đối với trường hợp đồng nhiễm thì tác nhân vi khuẩn gây viêm phổi đây sẽ tương tự như viêm phổi cộng đồng thông thường ở bệnh nhân không có COVID. Và đối với trường hợp bội nhiễm thì các cái tác nhân gây viêm phổi sẽ là Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, E. coli và cả cái vi khuẩn Klebsiella pneumonia, sinh miễn DL và MRSA. Ngoài việc đồng nhiễm và bội nhiễm vi khuẩn thì chúng ta còn có thể gặp trường hợp đồng nhiễm hay bội nhiễm vi nấm, trong đó hay gặp nhất là Candida và Aspergillus. Các cái tác nhân đa kháng thì chúng ta sẽ có là nhóm vi khuẩn Escherichia, trong đó bao gồm Enterococcus faecium và Staphylococcus aureus. Đây là hai vi khuẩn gram dương và chúng kháng methicillin, kháng luôn cả vancomycin. Rồi với nhóm vi khuẩn gram âm thì chúng ta sẽ gặp Klebsiella pneumonia, Enterobacter và đây là những vi khuẩn tiếp BSDL và kháng cả carbapenem. Ngoài ra chúng ta sẽ còn gặp hai vi khuẩn mà khả năng kháng kháng sinh rất là mạnh, đó là Pseudomonas aeruginosa và Acinetobacter baumannii. Đây là những vi khuẩn đa kháng thuốc và thậm chí là kháng toàn bộ các kháng sinh. Theo nghiên cứu Lewis thì các cái tác nhân gây bội nhiễm trên bệnh nhân COVID hay gặp là Mycoplasma pneumonia, Pseudomonas, HI và ngoài ra còn gặp cả MRSA. Còn đối với một nghiên cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong mùa COVID vừa rồi thì các cái tác nhân hay gặp lại là các cái chủng tụ cầu, trong đó hay gặp nhất là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus, tụ cầu Staphylococcus haemolytica, Staphylococcus epimidis. Và ngoài ra một tác nhân hay gặp khác nữa là Candida albicans, là một vi nấm. Một cái nghiên cứu tại khoa hồi sức của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong khi khảo sát 48 bệnh nhân thì có đến 30 ca là nhiễm nấm và trong đó hai chủng nấm hay gặp nhất là Candida và Aspergillus. Về tình hình đề kháng kháng sinh thì hiện tại tình hình đề kháng của phế cầu ở trên thế giới chiếm khoảng 20-30%. Còn tại Việt Nam thì theo nghiên cứu SOA 2011, phế cầu kháng microlyline đến hơn 90%. Haemophilus influenza thì kháng beta-lactam và microlyline khoảng 30%. Về chẩn đoán viêm phổi cộng đồng sẽ dựa vào đâu? Chúng ta sẽ dựa vào thứ nhất lâm sàng là có sốt, ho đàm, khó thở, xuất hiện cấp tính trong vài ngày, có hội chứng nhiễm trùng, hội chứng đông đặc phổi. Cần lâm sàng thì sẽ có bạch cầu tăng, neutrophil tăng, CRP tăng, procalcitonin tăng, ít quang sẽ có tổn thương phổi đông đặc, thâm nhiễm, tổn thương mô kẽ, thâm nhiễm dạng nốt. Đối với những trường hợp viêm phổi nặng, diễn tiến phức tạp, trên bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch hoặc là viêm phổi tái phát nhiều lần, thì chúng ta có thể xem xét là chụp CT scan ngực cho bệnh nhân để khảo sát những tổn thương phế nang, phế quản và mô kẽ. Để đánh giá mức độ nặng của viêm phổi cộng đồng, chúng ta sẽ dựa vào thang điểm cấp 65. Đây là một thang điểm đơn giản và dễ thực hành trên lâm sàng. Dựa vào thứ nhất lũ lẫn mức định hướng, thứ hai ure lớn hơn 7 mmol trên lít, thứ ba nhịp thở lớn hơn 30 lần trên phút, thứ tư huyết áp tâm thu bé hơn 90 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương bé hơn hoặc bằng 60 mm thủy ngân, tuổi lớn hơn 65. Khi mà không đến một điểm thì sẽ phân vào mức độ nhẹ và đối với trường hợp này chúng ta chỉ cần điều trị ngoài trú.
Trường hợp 2 điểm thì phân vào mức độ trung bình và điều trị nội trú tại khoa hô hấp. Trường hợp nặng là 3 điểm thì sẽ điều trị tại phòng cấp cứu khoa hô hấp. Trường hợp 4 đến 5 điểm thì mức độ nặng sẽ phải nhập ICU để điều trị. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một thang điểm để là tiêu chuẩn để nhập ICU, trong đó có thể là một trong hai tiêu chuẩn chính là cần thở máy hoặc sốc nhiễm trùng. 3 trên 9 tiêu chuẩn phụ là nhịp thở lớn hơn 30 lần trên phút, lũ lẫn mất phương hướng, ure lớn hơn 20mg trên dl, giảm bạch cầu bé hơn 4.000, thâm nhiễm nhiều thùy, tỷ số PaO2 FiO2 bé hơn 250, giảm tiểu cầu bé hơn 100.000, hạ nhiệt độ, hạ thân nhiệt bé 36 độ C và hạ huyết áp cần phải truyền dịch tích cực. Hiện tại việc điều trị viêm phổi cộng đồng vẫn chủ yếu dựa vào kháng sinh, vì vậy việc lựa chọn kháng sinh thích hợp đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Điều trị kháng sinh kết hợp ngay từ đầu thì giúp cải thiện điều kiện lâm sàng từ 47% đến 82% và tăng tỷ lệ sống còn từ 74% lên 86%. Việc điều trị kháng sinh, lựa chọn điều trị kháng sinh thích hợp thì đối với bệnh nhân ngoại trú sẽ làm giảm tỷ lệ điều trị thất bại phải nhập viện. Đối với bệnh nhân nội trú sẽ là cải thiện lâm sàng, tăng tỷ lệ sống còn và giảm thời gian nằm viện cho bệnh nhân. Về điều trị viêm phổi trên bệnh nhân COVID thì sẽ điều trị theo phân tầng COVID. Đối với bệnh nhân COVID nhẹ thì sẽ không dùng kháng sinh, kháng nấm nếu không có bằng chứng nhiễm trùng. Đối với bệnh nhân COVID trung bình thì chỉ điều trị kháng sinh khi nghi ngờ có bằng chứng nhiễm trùng. Đối với trường hợp nặng hoặc nguy kịch có nhiều thủ thuật xâm lấn thì sẽ sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm phụ thuộc vào yếu tố nguy cơ của bệnh nhân hoặc theo kháng sinh đồ nếu có. Nguyên tắc điều trị kháng sinh trên bệnh nhân COVID là đầu tiên ta phải thực hiện bi lăng viêm, làm các xét nghiệm về công thức máu, CRP, rogancitonin, X quang. Trước khi sử dụng kháng sinh phải lấy các bệnh phẩm và sử dụng kháng sinh khi CRP lớn hơn 10, rogancitonin lớn hơn 0,5 nanogram trên mililit kết hợp với tình trạng lâm sàng để sử dụng kháng sinh. Nếu đã sử dụng kháng sinh thì nên sử dụng kháng sinh sớm trong vòng 6 giờ đầu. Và đối với bệnh nhân nội trú thì nên áp dụng dược đồng học, dược lực học trong hiệu chỉnh liều kháng sinh để tăng hiệu quả điều trị và giảm độc tính của kháng sinh. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần là lựa chọn kháng sinh cụ thể như thế nào đối với các trường hợp. Đầu tiên, đối với bệnh nhân nhà điều trị ngoại trú, nếu không có bệnh đông mắc, ta có thể sử dụng amoxicillin, doxycillin hoặc là macrolide đối với những vùng mà tỷ lệ kháng macrolide bé 25%. Nếu bệnh nhân có bệnh đông mắc thì sử dụng liệu pháp kết hợp bao gồm là amoxicillin, lavulanate hoặc cefuroxim kết hợp với macrolide hoặc doxycillin. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng liệu pháp đơn trị liệu là sử dụng quinolone hợp bao gồm là levofloxacin hoặc moxifloxacin. Tuy nhiên, tình hình đề kháng kháng sinh ở Việt Nam thì phế cầu kháng macrolide rất cao, trên 90%, nên phác đồ đơn trị liệu macrolide là không được ưu tiên ở Việt Nam. Tiếp đến chúng ta điều trị bệnh nhân nội trú, chúng ta sẽ phân ra là bệnh nhân có nguy cơ mắc MRSA và pseudomonas hay không. Nếu không có thì sẽ phân thành là mức độ không nặng và mức độ nặng. Nếu không nặng thì có thể sử dụng liệu pháp kết hợp là một beta lactam kết hợp với macrolide hoặc đơn trị liệu với quinolone hô hấp. Nếu mức độ nặng thì sẽ sử dụng beta lactam cộng macrolide đường tĩnh mạch hoặc beta lactam cộng với quinolone hô hấp đường tĩnh mạch. Tuy nhiên ở Việt Nam thì macrolide đường tĩnh mạch chưa có chỉ phẩm nên chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng beta lactam cộng với quinolone hô hấp. Đối với bệnh nhân có nguy cơ mắc MRSA và pseudomonas, nếu đã phân lập được MRSA trước đó thì chúng ta sẽ thêm một kháng sinh kháng MRSA, trong đó thể sử dụng vancomycin hoặc linezolid. Đối với trường hợp đã phân lập được pseudomonas trước đó thì chúng ta sẽ thêm một kháng sinh kháng pseudomonas là piperacillin, tazobactam hoặc cefepim hoặc ceftazidime hoặc imipenem hoặc meropenem hoặc là doripenem. Đối với những điều trị những bệnh nhân viêm phổi do cúm thì mặc dù tỷ lệ viêm phổi do cúm chỉ chiếm khoảng 10%, tuy nhiên tỷ lệ đồng nhiễm rất là cao và nhiều nhất là do tụ cầu vàng. Thì người ta khuyến cáo rằng nên sử dụng liều trình kháng sinh theo kinh nghiệm cho những bệnh nhân viêm phổi do cúm. Tuy nhiên sẽ xem xét dừng kháng sinh sau 48 đến 72 giờ khi kết quả nuôi cấy âm tính và lâm sàng cải thiện. Vậy sau khi điều trị lâm sàng đã cải thiện thì có nên xuống thang kháng sinh cho bệnh nhân hay không? Điều trị xuống thang mang lại những lợi ích như thế nào? Thì thứ nhất sẽ giảm chi phí điều trị, giảm thời gian nằm viện, giảm các tai biến liên quan đến việc sử dụng thuốc qua đường mạch, dễ sử dụng hơn cho bệnh nhân. Và đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID,
xuống thang kháng sinh giúp cho bệnh nhân có thể xuất viện sớm, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19 trong bệnh viện. Vậy thì khi nào có thể xuống thang cho bệnh nhân? Chúng ta sẽ điều trị xuống thang khi bệnh nhân đạt được các điều kiện sau. Thứ nhất, nhiệt độ bé hơn 37.8. Thứ hai, nhịp tim bé hơn 100 lần trên phút. Thứ ba, nhịp thở bé hơn 24 lần. Thứ tư là huyết áp tâm thu lớn hơn 90. Thứ năm là độ bão hòa oxy máu động mạch lớn hơn 90 hoặc PaOC lớn hơn 60 mmHg điều kiện khí trời. Bệnh nhân có khả năng ăn uống và có sức khỏe tâm thông bình thường. Sau đây là bảng mà chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống. Đối với những cái kháng sinh mà có cả chế phẩm đường tiêm và đường uống thì việc chuyển đổi khá là dễ dàng. Ví dụ như levofloxacin, mosiflozacin, ciprofloxacin, linezolid, clarithromycin, azithromycin thì chúng ta sẽ chuyển đổi theo liều lượng như trên. Tuy nhiên với những kháng sinh mà không có chế phẩm đường uống, ví dụ như ampicillin, sulbactam thì chúng ta sẽ chuyển sang là amoxicillin cộng clavulanid hoặc ceftazidin, cefixim thì chúng ta sẽ chuyển sang là ciprofloxacin hoặc levofloxacin. Ceftriaxone thì chúng ta sẽ chuyển sang là ciprofloxacin hoặc amoxicillin cộng clavulanid. Vancomycin thì sẽ chuyển thành linezolid. Qua phần trình bày trên thì em xin rút ra một số kết luận như sau. Thứ nhất, viêm phổi cộng đồng là vẫn là bình thường gặp và tỷ lệ tử vong trong viêm phổi cộng đồng nặng vẫn còn cao. Tình hình đề kháng kháng sinh ngày càng phức tạp, tác động trực tiếp đến việc lựa chọn và sử dụng kháng sinh. Lựa chọn kháng sinh điều trị ban đầu phù hợp giúp cải thiện lâm sàng và tăng tỷ lệ sống còn. Điều trị xuống thang hợp lý thì mang lại nhiều lợi ích. Sau đây là phần trình bày của em đã xong ạ. Xin cảm ơn quý thầy và quý anh chị đồng nghiệp đã lắng nghe.